sinh năm 1967. Đến nay, nữ nghệ sĩ Hồng Lựu đã hơn 40 tuổi, nhưng giọng hát của chị thì vẫn thật ngọt ngào, đằm thắm, quyến rũ. Dáng vẻ giản dị, lòng nhiệt huyết với dân ca xứ Nghệ có lẽ đã tạo nên một sức hấp dẫn rất riêng ở chị. Tất cả cứ tự nhiên, ấm áp như hơi thở, như dòng máu của con người xứ Nghệ. Cô tập như vậy, cả em hát dân ca, cả em có thấy thích không? Có. Dạ có à. Cô ơi, cô thích hát dân ca không? Thích mẫu. Cô biết hát và mê dân ca từ lúc 4-5 tuổi. Thì cái hồi nữa là... Mỗi câu dân ca ví dặm ngân lên, tôi lại được thấy mình thành hình hài từ lời ru của bà, của mẹ. Để tôi gặp lại tôi khi còn là cô bé 4 tuổi, yêu dân ca, dám đứng trên sân khấu của Đoàn Văn Công Tổng Cục Hậu Cần để hát khúc dân ca quê mình cho bà con làng xóm nghe. Tôi lại tìm thấy mình lẫn trong đám trẻ chăn trâu gánh củi, vừa đi vừa hát rủ nhau rằng: chị trắng lên đến đó rồi à, tê đờ quang đờ gánh ta về vỡ bay. Khi mà Hồng Lựu thi xong cấp 3, bố mẹ cũng rất buồn là đi trong lụt. Nhưng mà Hồng Lựu nó là cứ muốn đi dân ca, thì hẳn rất thích nghe dân ca cho nên cha mẹ cũng kêu con. Nhưng mà là đã đi thì mong muốn cho con nó trưởng thành, cho nên là bố mẹ cũng rất là ủng hộ. Với hành trang ấy, cô bé Hồng Lựu đã tay đùm tay nải rời mảnh đất thôn Đông Thượng, xã Đồng Văn, Thanh Chương lên nhập học trường văn hóa nghệ thuật Nghệ Tĩnh, mà nay chính là trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Trong 2 năm học tập miệt mài đèn sách nơi đây, với ước mơ trở thành người nghệ sĩ trên sân khấu chuyên nghiệp, cô sinh viên ấy đã để lại trong tâm trí những người thầy, người cô nhiều dấu ấn đẹp. Trong quá trình học tập, Hồng Lựu rất đam mê, trau dồi và rèn luyện, đặc biệt là kỹ năng biểu diễn. Hồi xưa có sân đàng hoàng như này đâu. Một cái bãi cát mênh mông, các bạn cứ ra rồi là chia nhau từng nhóm để tập, để hát, rồi diễn với nhau dưới cái ánh trăng. Những thuở đó thì Hồng Lựu là một người hát về dân ca, có cái độ đằm thắm, thiết tha trong tiếng hát. Chúng tôi cũng ấn tượng nhất là khi năm thứ 3, bạn đang là một học sinh ở trường, về thực tập tại đoàn. Hồi ấy gọi là đoàn dân ca Nghệ Tĩnh. Thì nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Phạm Thành chọn đóng một nhân vật chính trong vở Vua Hóa Hổ. Thì bạn đã đóng rất thành công. Mà bạn được huy chương vàng, đó là một cái là động viên cho không những Hồng Lựu, tất cả thế hệ học sinh mà động viên cả vấn đề giảng dạy của nhà trường đã đào tạo được những nhân như vậy. Tốt nghiệp xuất sắc vai diễn thanh trong vở Linh Hồn Của Đá năm 1985, Hồng Lựu được phân công về công tác tại Đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh, nay là Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ. Nhiệt huyết tràn đầy của tuổi 18 đã nhanh chóng giúp cô gái trẻ nhập cuộc, nhưng cũng đặt ra một thách thức buộc Hồng Lựu phải trăn trở suy nghĩ. Bởi so với chèo ở miền Bắc, cải lương ở miền Nam, kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ có tuổi đời rất non trẻ và đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh thường có tính chất trữ tình, thiết tha sâu lắng, thuận cho giao duyên đối đáp. Nhưng khi vào kịch lại rất khó để thể hiện những tình huống cao trào, mâu thuẫn xung đột gay gắt mà sân khấu đòi hỏi. Làm diễn viên ấy thì hai cái điều kiện để mà có thể phát triển đấy là thanh và sắc. Thế thì ở Hồng Lựu thì có được cả hai cái này, lại có tình yêu dành cho cái làn điệu dân ca của Nghệ An và nó truyền cái hồn dân ca Nghệ An cho bất cứ một khán giả nào. Hồng Lựu vừa là nắm được lý luận mà vừa có cái thực tế, và cái thực tế đó không phải là một vài ngày mà đó. Hồng Lựu ngày xưa khổ luyện để mà rèn luyện trong chuyên môn để trưởng thành. Mỗi vai diễn Hồng Lựu cũng cố tìm ra một phong cách diễn riêng để phù hợp lột tả được phong cách riêng của nhân vật. Từ việc hiểu được tâm tính và cảnh huống,
ở mỗi vai diễn, Hồng Lựu đã hóa thân vào nhân vật và đã có nét sáng tạo về nghệ thuật diễn xuất, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kịch và dân ca xứ Nghệ. Có khi là sắp xếp lại cao độ, tiết tấu, kèm thủ pháp điệp từ điệp khúc sao cho hợp lý để biểu đạt thành công các sắc độ tình cảm tương ứng của vai diễn. Có lẽ chính vì thế mà ngay từ năm 20 tuổi, chị đã được các đạo diễn tin tưởng giao cho nhiều vai diễn, là người phụ nữ xứ Nghệ trong các vở dân ca kịch Nghệ Tĩnh. Những vai diễn đa dạng, phức tạp về tình huống cũng như tâm trạng của Hồng Lựu đã được hội đồng chuyên môn đánh giá cao trong các kỳ liên hoan hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Điển hình là tấm huy chương vàng đầu tiên với vai diễn Ngọc Anh trong vở Ngọc Dạ Minh Châu năm 1985. Tiếp đó là huy chương vàng vai diễn Huyền trong vở Vết Chân Tròn Trong Bão Tố năm 1996. Giáo sư, hiện tại anh Vũ thế nào rồi hả giáo sư? Giáo sư, anh Vũ làm sao được phải không? Chị Vân, anh Vũ làm sao được phải không chị? Chị nói đi, chị nói đi. Em có đủ bình tĩnh để chịu đựng nếu như điều xấu nhất có thể xảy ra? Chị nói đi, chị hãy nói đi, đừng im lặng như thế. Huyền, Huyền ạ, khẳng định bất cứ điều gì lúc này đều là quá sớm. Tất cả chúng ta chỉ còn biết hy vọng. Với Hồng Lựu, mỗi vai diễn là một sự trải nghiệm không lặp lại chính mình. Dù cô thôn nữ bình thường hay bậc nhất phẩm phu nhân hoặc một chiến sĩ cách mạng, Hồng Lựu đều lao động nghệ thuật hết mình để hóa thân vào nhân vật, để mang được chiều sâu tính cách mà mình muốn gửi gắm. Tôi với Hồng Lựu thì cũng là một cái cặp đôi đã từng đóng với nhau rất nhiều trên sân khấu. Thì Hồng Lựu hóa thân vào cái vai diễn để cho nó có cái màu sắc rất là sâu và rất là riêng biệt. Ví dụ như cái vai diễn của Nguyễn Thị Minh Khai, khi Hồng Lựu hóa thân vào cái vai Nguyễn Thị Minh Khai thì một sự cứng rắn, một sự rắn rỏi, một người cương nghị, một người phụ nữ can đảm để hoạt động cách mạng. Hồng Lựu cháy hết mình cho vai diễn. Linh, chuẩn bị, bắn. Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm. Bắn. Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm. Liên Hợp Quốc muôn năm. Cái vai mà Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Lựu diễn trong cái vở Niềm Tin mà tôi làm ấy, có nhiều lớp, là lớp chia tay con, rồi lớp bị địch tra tấn, rồi lớp đi hoạt động cách mạng. Thì cái việc ấy là phải khắc họa, thì Hồng Lựu đã làm được. Và tôi rất là hài lòng khi mà Hồng Lựu hoàn thành được cái vai diễn. Là một cái nghệ sĩ biểu diễn thì Hồng Lựu thể hiện được nhiều dạng vai, đảm đương được nhiều cái hình tượng vở diễn nó lớn, như là Nguyễn Thị Minh Khai ở trong vở Sáng Mãi Niềm Tin, rồi bà Hoàng Thị Loan thật mẫu của Bác Hồ, hoặc là Kỹ Nghệ trong vở Cô Gái Trong Lao, và trong các đợt liên hoan hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Những cái vai diễn mà nghệ sĩ Hồng Lựu tham gia hiện nay là đến 9 kỳ huy chương vàng rồi, mà công chúng biết đến cái sân khấu Nghệ Tĩnh thì người ta nghĩ đến Hồng Lựu. Khi mà vở diễn nào đó mà vắng Hồng Lựu diễn thì người ta thấy nó thiếu, cho nên là đi biểu diễn là công chúng đều có Hồng Lựu biểu diễn hay không, họ quý mến như thế. Đông đảo công chúng ưa thích cái bộ môn kịch hát ví dặm, là người ta ghi nhận là nó đầy tình cảm tốt đẹp với Hồng Lựu.
chưa trưa hè bên chiếc vòng đưa mẹ ru con giữa trưa nắng nồng đức mẹ nặng nề là con nhớ công cha là công cha đức mẹ có nặng nề con chưa lạy được chút gì có cha rồi thì ai có mẹ thương. 60 vai diễn trong hơn 30 năm lăn lộn với nghề. Mỗi vai diễn một tính cách, một số phận, một cuộc đời đã cho chị vốn kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, đủ bản lĩnh để xử lý các vai diễn một cách sáng tạo và xúc cảm nhất. Để rồi trong vai trò đạo diễn, chị lại truyền lửa cho lớp nghệ sĩ trẻ của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ. Với chúng tôi á, chị Lưu giống như một người chị, một người thầy rất là tuyệt vời. Bởi vì tôi ở cải lương sáng đấy là được chị Lưu dạy bảo rất là tận tình, từng câu, từng chữ. Và cái cách từ phát âm á, phát âm cải lương nó khác với cái phát âm của dân ca. Và từng cái động tác trong cái cách diễn, thậm chí chỉ một câu hát, một câu ví, nhưng mà chỉ bày cho tôi cũng có thể là vài ngày mà đến một tuần. Rồi tất cả những cái cách diễn xuất của chị, cái ánh mắt, nói chung là chị có một cái sức diễn mà cuốn hút, làm cho tôi phải đam mê. Hết lòng với thế hệ đàn em, người nghệ sĩ ấy chỉ mong muốn giữ lửa di sản dân ca xứ Nghệ. Và thành công đã đến với chị ở vai trò đạo diễn khi vở Lời Người, Lời Của Nước Non của tác giả Vũ Hải, Nguyễn An Ninh đem về nhiều giải thưởng cao quý cho nhà hát dân ca Nghệ An. Bằng cốt truyện hấp dẫn thông qua nhiều sự kiện chân thực cùng giai điệu dân ca ví dặm đằm thắm, các nghệ sĩ xứ Nghệ không chỉ khắc họa hình tượng Bác Hồ chân thực xúc động mà còn dẫn dắt cảm xúc người xem đi từ nỗi nhớ đến tình yêu thương, tôn kính vị cha già dân tộc. Kéo dài từ năm 2007 đến nay, với hơn 1.000 buổi diễn ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, vở diễn được đánh giá cao trong công tác tuyên truyền cho cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh hát dân ca Nghệ Tĩnh trong giai đoạn thử nghiệm. Không bằng lòng với những thành công đã có, lại nhận thấy thực tế rất thiếu những tác phẩm kịch bản dành riêng cho kịch hát dân ca phù hợp với làn điệu và tính cách con người xứ Nghệ, chị đã hăm hở dấn thân vào vai trò mới, chuyển thể kịch bản từ các thể loại kịch nói, chèo sang kịch hát dân ca. Và nhiều vở kịch đã được bạn bè đồng nghiệp ghi nhận như vở Sáng Mãi Niềm Tin, đặc biệt là vở Danh Nhân Lớn Lên Từ Câu Hò Ví Dặm của tác giả Vũ Hải. Nay phải đi xa góc bể chân trời. Tôi viết kịch bản Danh Nhân Lớn Lên Từ Câu Hò Ví Dặm thì liệu có chuyển từ kịch bản văn học sang kịch bản ca kịch dân ca xứ Nghệ. Những cái vấn đề mà tôi đưa ra thì liệu tải được một cách tương đối rõ ràng và sâu sắc. Thí dụ cái sự sáng tạo của Liệu khi chuyển thể là có những lớp chỉ cần một cái câu hát mang cái tính tâm trạng dữ dội thì nó cũng có thể đóng được một cái màn mà không cần phải cài câu nói, có tính chất gieo kịch cho phía sau và người ta chờ đợi sau câu hát đấy cái câu chuyện nó tiếp diễn như thế này. Bà con ơi nghĩ lại cảnh nước mất nhà tan nỗi khổng khổ muôn vàng khác chi loài thầu ngựa khổ hơn loài thầu ngựa
ruộng đồng ta khai phá, lúa ta rơi ta vỡ nao vậy mẹ. Khi thoát khỏi những bộn bề của công việc, chị lại trở về đúng nghĩa một người vợ, người mẹ, hết lòng vì chồng, vì con. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, bố là nhà biên kịch, mẹ là nghệ sĩ. Người con trai đầu lòng Nguyễn Hoàng Anh đã sớm tỏ rõ tố chất của một nghệ sĩ con nhà nòi. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hoàng Anh về công tác tại Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và đã sớm có nhiều sáng tác mang âm hưởng dân ca được đánh giá cao như ca khúc Duyên Phường Vải, Sông Chờ. Ngay từ lúc đầu thì em cũng không thích cái âm hưởng dân ca sĩ nghệ của mình, tại vì là cũng tuổi trẻ mà. Thì có những cái xu hưởng âm nhạc như là nhạc jazz. Thì bắt đầu từ những cái năm em được học môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp thì em bắt đầu hiểu rằng là âm nhạc là gì. Và bố mẹ là những người mà truyền cảm hứng cho em để có thể cho ra đời những cái sản phẩm mang âm hưởng dân ca sử nghệ. Để qua đó thì cho các bạn trẻ có thể thấy rằng là dân ca sử nghệ thật là hay. Chót say câu ví đỏ đưa, cũng đành cà mặn nhút chua một đời. Ở vị trí phó giám đốc trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu đã cùng với lãnh đạo trung tâm đưa ra nhiều phương cách bảo tồn dân ca ví dặm. Không chỉ tham gia dạy hát dân ca trên đài truyền hình tỉnh Nghệ An, những năm gần đây, khi lãnh đạo tỉnh có chủ trương đưa dân ca vào trường học, chị lại đi đầu trong việc gieo hạt ươm mầm. Thấu hiểu những bỡ ngỡ ban đầu của các em nhỏ khi tiếp cận với những làn điệu dân ca, chị đã biên soạn những bài học giáo dục dường như khô cứng trong sách vở thành lời hát dân ca thật mềm mại, nhẹ nhàng. Từ đó, nhóm lên niềm say mê thích thú ở các em, đưa dân ca ví dặm trở về đúng ý nghĩa là món ăn tinh thần, góp phần hình thành và nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ người dân xứ Nghệ. Em học ở lớp cô Lưu thì cũng nhiều lần rồi. Trong quá trình giảng dạy thì em nhận thấy cô Lưu giảng dạy rất tận tình, dạy cho các em về những lẽ sống hay, lẽ sống phải và cũng như vận dụng nó trong cuộc sống. Và khi đó thì em cũng rất muốn hát câu dân ca đó lên. Với những giá trị nhân văn và nghệ thuật độc đáo, với sức sống lâu bền trong đời sống đương đại, năm 2012, dân ca ví dặm xứ Nghệ đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền của Chính phủ xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Trong không khí khẩn trương để quảng bá và khẳng định giá trị của di sản, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ đã được giao trọng trách nhận diện rõ nét và toàn diện hơn sức sống và giá trị của hình thức diễn xướng dân ca truyền thống này. Chẳng quản khó khăn xa xôi, chị đã cùng với các đồng nghiệp đi đến từng huyện, từng xã để tìm kiếm các nghệ nhân dân gian mà nay chẳng còn mấy người để bảo tồn các điệu hát nguyên gốc và phục hồi các hình thức diễn xướng cộng đồng. Con được nghe nói là có một cái câu lạc bộ, con thấy là có một cái hát mà giữa cái tống nam và tống nữ đó, nó rất là dễ nghe. Mặc dù hát văn bản năm đan thì khó hát lắm, còn tập mãi mà không được. Bây giờ nhờ các cô hát thấy ngọn đèn trong đôi chim phượng hót trong vườn đào. Vườn
nay đang con trẻ, ba có hay đi hát phương bài không? À, giờ ba hát cho con nghe mấy câu. Cha quan kẹo nơi vườn như có khách vẫn là chân trời nhà. Rồi, cho con hát cho cô nghe nhá. Lăng xa quan kèo ơi phương như hình có khách văn chương tới nhà. Có đúng không cô? À chưa đúng. Chị Hồng Lưu thì còn cái là tim nhí rất sâu, chị Mỹ mà sâu sát để hiểu được cái vấn đề nghĩa là cái dân ca phương vải ở đấy như thế nào, mà cái nguồn gốc của nó ở chỗ nào, mà cũng đã có nhiều lần thì Hồng Lưu cũng đã phát đến cái giá điều của phương vải á, cho nên tôi thấy thì là một người đã đi tìm hiểu là tìm hiểu rất kỹ càng mà sâu sát để nắm được cụ thể trong vấn đề đó. Để hiểu rõ hơn sự lưu truyền, gìn giữ dân ca ví dặm trong cộng đồng người dân xứ Nghệ, nhiều đợt điền dã nằm vùng của chị và các nghệ sĩ trong trung tâm kéo dài hơn 3 tháng. Nhưng chị và đồng nghiệp chẳng lấy đó làm sự khổ cực, mà còn thích thú khi được nghe, được sống trong không khí ngọt ngào của câu ca ví dặm xứ Nghệ. Được làm cái phim để làm cái di sản thì chúng tôi đi trực tiếp đi với chị Liệu như thế là quay tới hơn 60 cuốn băng để chắt lọc lại lấy có 40 phút, đó là vất vả. Và có những cái điểm nghệ nhân như nghệ nhân Nguyễn Thị Đồng chẳng hạn là hơn 100 tuổi rồi, chị Liệu chị chịu khó ở cái chỗ là chẳng hạn như chị có lúc chị ngồi cả một buổi chị làm sao để Đồng cũng nhớ lại thì mới hát được một câu, mới lấy được một câu hát của cụ Đồng, nó những cái khó khăn như thế. Nhưng là chị Liệu và chị đã chấp nhận những cái hy sinh như thế, rồi những cái khó khăn như thế thì chúng tôi là đàn ông con trai rồi là thanh niên thì không có cớ gì mà không theo được. Đến những làng quê, chị lại càng thấu hiểu hơn mạch nguồn sức sống của những câu hò điệu ví đã khiến bao người phải khắc khoải nhớ nhung. Cũng chính câu hát ấm tình người đã kéo cả những người từ xa lạ trở nên quen thuộc, gần gũi. Ấn tượng với một giọng hát trẻ trong dịp chấm thi tại kỳ liên hoan dân ca của tỉnh, chị đã tìm bằng được để hiểu rõ hơn về cách thức mà dân ca ví dặm được bảo tồn. Từ đó, có thêm những kinh nghiệm bản thân để gìn giữ dân ca trong đời sống cộng đồng. Hôm đi tham gia hội thi đây thì Thùy hát bài gì? Dạ, em tham gia hội thi hát bài Lời Mẹ Hát. Lời Mẹ Hát của anh Việt. Em thử hát lại cho anh nghe thì không? Chứ thương anh lắm, anh ơi, chứ nhớ anh lắm. Anh ơi, thương đảo đề, khúc nhối, chứ nhớ ngao ngàn. Trần đời mới vắng mặt, một thôi trán tuyên đồ. Mồ hôi, rong ruột đà, nóng sôi. Bưng cơm ăn nò được, bưng nước uống không trôi. Chứ cơm lấy đùa, thì đùa rớt. Mà cơm lấy đòi, thì đòi rơi.